Quốc Anh chào tất cả các bạn Tất cả chúng ta đang cùng nhau có mặt Ngay khoảnh khắc hiện tại này Nơi đàn cầu nguyện Nhà trị liệu Quốc Anh Để cùng nhau hiệp lực cầu hưởng cầu nguyện Thể hiện lòng tôn kính biết ơn vũ trụ Các đấng thiên liêng và những vị tổ tiên đây là thời khắc thiêng liêng chúng ta cùng nhau thực hành lòng biết ơn một quy luật tối cao của vũ trụ khi chúng ta sống thuần theo dòng chảy vũ trụ sống đúng theo quy luật trời đất vô số phước lành đến với cuộc sống của chúng ta khiến cuộc sống của chúng ta trở nên cân bằng giàu có tình yêu giàu có sức khỏe giàu có trí tuệ, giàu có của cải vật chất. Trong đàn cầu nguyện trực tiếp ngày hôm nay, nhà trì liệu quốc canh chia sẻ về chủ đề Phép màu của lời cầu nguyện. Ngày ngày chúng ta tin tấn khởi lên những lời cầu nguyện gửi đến vũ trụ các đấng thiên liêng và những vị tổ tiên chúng ta thể hiện lòng tôn kính biết cơn đồng thời nói lên nguyện vọng của mình trong cuộc sống trong tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta khi mà chúng ta đang cầu nguyện là chúng ta đang sống thuần theo quy luật tối cao của vũ trụ Chúng ta ý thức được rằng lời nói của chúng ta là năng lượng. Chúng ta tập trung vào những lời nói tích cực rung động cao để nối lên ý định của mình. Để gửi năng lượng rung động cao đến vũ trụ. Từ đó chúng ta có thể đón nhận rất nhiều những nguồn lực từ vũ trụ trợ lực cho chúng ta. Và các bạn nên nhớ rằng để có thể biểu hiện những ước nguyện trở thành sự thật thì chúng ta cũng cần phải hành động trong cuộc sống của mình. Thông qua những suy nghĩ, lời nói, hành động, chúng ta thể hiện trong lĩnh vực mà chúng ta khởi lên lời cầu nguyện. Càng giúp cho điều mà chúng ta mong muốn dễ dàng trở thành sự thật. Lời cầu nguyện không chỉ cung cấp cho chúng ta những nguồn lực để chúng ta đạt được những lợi ích trong cuộc sống vật chất của mình. Mà khi mà chúng ta thực hành cầu nguyện, trong khoảnh khắc giao tiếp với vũ trụ, hòa vào những nguồn năng lượng thiên liêng đó, chúng ta có thể phát triển con đường tâm linh của mình, phát triển khả năng tự nhận thức của mình, trí tuệ của mình. Chúng ta tiếp cận với nguồn trí tuệ vô hạn của vũ trụ. Và Quốc can luôn nói với các bạn rằng Khi mà chúng ta thực hành lời cầu nguyện Là chúng ta đang cho đi bằng lòng từ bi và trí tuệ Tại sao lại như vậy? Nếu như một người tinh tấn cầu nguyện mỗi ngày Lời cầu nguyện có thể tạo ra một nguồn năng lượng đun động rất cao Từ nguồn năng lượng này Chúng ta có thể giúp cho chính mình những người xung quanh của chúng ta chữa lành từ cơ thể vật chất, tinh thần và tâm linh. Và sau khi các bạn lắng nghe về chủ đề của ngày hôm nay, các bạn sẽ nhận thấy có sức mạnh thiên liêng ở bên trong mình và các bạn bắt đầu ứng dụng lời cầu nguyện để mang lại những điều tốt đẹp cho chính cuộc sống mình và những người xung quanh một cách tinh tấn, một cách dũng mãnh hơn và các bạn đón nhận vô số phước lành từ vũ trụ hỗ trợ chúng ta trên mỗi bước đường và điều quan trọng là các bạn sẽ nhận thức được rằng lời cầu nguyện vượt xa những mong muốn của chúng ta trong cuộc sống vật chất mở ra cho chúng ta một thế giới mà ở đó chúng ta có thể trải nghiệm rất nhiều điều vi diệu và phép màu ngay lúc này tất cả chúng ta hãy thắp sáng ngọn đèn tâm linh trí tuệ rất nhiều ngọn đèn tâm linh trí tuệ được thắp sáng ngay lúc này chúng ta đang tạo thành một màn lưới năng lượng liên kết rất nhiều những nguồn năng lượng trung đồng cao nơi đàn cầu nguyện nhà trị liệu quốc canh hãy đeo chuỗi đá mặt trăng trên tay của mình rót cho mình một ly nước đầy Bài tất cả những vật phẩm tâm linh trước mặt. Để cùng nhau hiệp lực cộng hưởng năng lượng rung động cao. Giữ lưng thẳng khi ngồi. Thả lỏng toàn thân. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hãy lắng nghe những lời hướng dẫn từ nhà trị liệu quốc anh. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu, thở ra thật nhẹ nhàng. Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều là năng lượng. Tất cả chúng ta đều là năng lượng thuần túy và có sự liên kết mạnh mẽ với nhau. Và trong vũ trụ này luôn có năng lượng rung động cao và rung động thấp. Năng lượng rung động cao biểu tượng của những phước lành, giàu có thịnh vượng. Và những phép màu trong cuộc sống của chúng ta, đó là những năng lượng rung động cao. Còn những năng lượng rung động thấp sẽ tạo nên cuộc sống trì trệ, những chướng ngại, những điều mà chúng ta không mong muốn. Khi mà chúng ta đang thực hành cầu nguyện, các bạn hãy quan sát. Trong mỗi buổi chúng ta cầu nguyện, cơ thể chúng ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng. Bởi vì chúng ta đang tập trung vào nguồn năng lượng đun đồng cao. Và các bạn đang mở rộng trái tim mình, lựa chọn đức tin và tình yêu để lắng nghe theo sự hướng dẫn từ nhà trị liệu quốc anh và được sự trợ lực bởi rất nhiều những vật phẩm tâm linh. và chính sức mạnh của lời cầu nguyện Chúng ta sẽ chiêu cảm được rất nhiều những nguồn năng lượng rung động cao trong vũ trụ Hiện diện tại đàn cầu nguyện trị liệu quốc anh ngay lập tức Cho nên chúng ta sẽ cảm nhận được vô số những nguồn năng lượng tích cực Khiến cơ thể chúng ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng Và theo quy luật của vũ trụ Những gì mà chúng ta gửi đi sẽ là những gì mà chúng ta nhận về khi mà các bạn khởi lên một lời cầu nguyện các bạn nói lên về những mong muốn của mình nếu đó là những mong muốn mang những ý định tích cực mang năng lượng rung động cao có nghĩa là chúng ta đang gửi năng lượng rung động cao đến cho vũ trụ và vũ trụ sẽ nhận biết được những lời cầu nguyện của chúng ta qua những rung động chúng ta gửi đi khi mà chúng ta gửi rung động cao thì vũ trụ cũng gửi lại rung động cao. Thông qua những nguồn lực mà chúng ta có được trong cuộc sống, đó có thể là những quý nhân, những cơ hội lớn để phù trợ cho chúng ta để chúng ta đạt được điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống của mình. Và chỉ người nào kiên định với mục tiêu của mình, kiên định với đức tin của mình thì các bạn sẽ thấy rằng có rất nhiều những sự kiện xảy ra để đưa các bạn đến đạt được mục tiêu trong cuộc sống của mình. Đó là về những biểu hiện trong cuộc sống vật chất của chúng ta. Và Quốc Anh đã chia sẻ về những điều này trong rất nhiều buổi chia sẻ trực tiếp. Và ngày hôm nay, Quốc Anh chia sẻ ở một góc độ đó chính là lời cầu nguyện tạo ra phép màu tại sao lời cầu nguyện có thể tạo ra phép màu và phép màu đó là gì khi mà chúng ta nói đến từ phép màu chúng ta có thể hiểu rõ ràng nó là những gì vượt xa chúng ta có thể hình dung được có nghĩa là những điều mà chúng ta vượt qua những mong đợi của chúng ta qua những tình huống mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta không thể nào trở mình được hoặc là không ai cứu giúp cho chúng ta vì một điều gì đó mà chúng ta có thể vượt qua tất cả để có thể an toàn để có thể có được điều mà chúng ta mong muốn trong cuộc sống của mình và có một cách để chúng ta có thể trải nghiệm phép màu trong cuộc sống của chúng ta một cách rất thường xuyên nếu như bạn những bạn nào lắng nghe theo sự hướng dẫn từ nhà trị liệu quốc anh trong suốt thời gian vừa qua, các bạn nâng cao rung động của mình. Thông qua cơ thể vật lý, tinh thần và tâm linh, đồng thời tập trung thực hành cầu nguyện và thiền định, các bạn sẽ thấy rằng có một năng lực, có một năng lực món quà tâm linh đang phát triển bên trong các bạn. Đó chính là luân xa của chúng ta từ đồng cân bằng. Chúng ta có 7 trung tâm năng lượng chính nằm dọc theo cuộc sống. Từ đầu những luân xa này cân bằng, và đặc biệt là luân xa cổ họng của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta đều thực hành, cầu nguyện, tôn kính biết ơn vũ trụ. Các đấng thiên liêng và những vị tổ tiên, chúng ta càng tin tấn cầu nguyện, thì luân xa thứ năm này mở ra và trở nên cân bằng. Và khi luân xa này hoạt động cân bằng, thì những lời nói của chúng ta trở nên rất có ai lực. Chúng ta hiệp thông năng lượng đung đồng cao nơi luân xa thứ năm này với năng lượng vũ trụ. Các bạn có thể chiêu cảm rất nhiều những năng lượng vũ trụ hiện diện ở đây cùng với các bạn. Đi chờ lượng cho các bạn trong cuộc sống. Để các bạn có thể tự chữa lành mình. Thông qua lời nói, chúng ta có thể chữa lành cho chính mình. Từ cơ thể vật lý tinh thần đến tâm linh. Và thông qua lời nói, chúng ta có thể hỗ trợ người khác chữa lành. Cũng từ cơ thể vật lý tinh thần đến tâm linh. Thông qua lời nói, chúng ta có thể khai sáng giúp cho ai đó. Đánh thức ai đó khỏi vô mình và có thể hàn gắn những vết thương, hàn gắn những mối quan hệ và có thể tạo ra rất nhiều điều vi diệu trong cuộc sống. Có nghĩa là khi mà chúng ta yêu cầu một điều gì đó, có rất nhiều những nguồn năng lượng thiên nhiên từ vũ trụ hiện diện để trợ lực cho chúng ta đạt được điều đó. Đó là phép màu xảy ra trong cuộc sống của chúng ta và làm sao để có thể trải nghiệm điều này? đó là điều của anh chia sẻ với các bạn trong chủ đề của đàn cầu nguyện ngày hôm nay để lời nói của chúng ta có sức mạnh chữa lành, có sức mạnh biến đổi, nó là biểu hiện thuần túy của ánh sáng và tình yêu thì tất cả chúng ta phải tu dưỡng nhất định phải tu dưỡng trong cuộc sống của mình và chúng ta cần phải làm gì? Để mỗi lời nói của chúng ta có thể chiêu cảm được rất nhiều năng lượng của vũ trụ Để có thể làm được những điều mà Quốc Anh vừa chia sẻ Thì các bạn cần phải lưu ý những điều sau đây Khi mà chúng ta khởi lên một lời cầu nguyện Mà nếu như mà chúng ta không chú ý đến tần số rung động của mình Chúng ta mong chú ý vào mong muốn của mình, cái tôi của mình Thì lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không được nghe thấy bởi vì năng lượng tần số của chúng ta không chiêu cảm được những nguồn năng lượng đung đồng cao của vũ trụ chỉ khi nào các bạn có ý thức trong việc tu dưỡng bản thân mình tu dưỡng bằng cách nào các bạn hãy quan sát cơ thể vật lý của mình có khỏe mạnh hay không có phải là người giàu có về sức khỏe hay không bởi vì khi mà chúng ta giàu có về sức khỏe là có nghĩa là ít bệnh tật Thi thoảng chúng ta có một vài chiêu chứng gì đó, nhưng rồi nó sẽ qua rất nhanh. Chúng ta quan sát và nhận thấy rằng cơ thể chúng ta rất khỏe mạnh. Đó là một cơ thể có nguồn năng lượng trung đồng cao. Và khi mà một tinh thần khỏe mạnh đó là tinh thần không bị dễ mất cân bằng và không bị ảnh hưởng bởi năng lượng tiêu cực từ xung quanh. Các bạn thấy các bạn thường xuyên có sự cân bằng trong tâm trí của mình, có được sự bình yên nội tâm. Mặc dù chúng ta có những khó khăn, những, những nghịch cảnh trong cuộc sống, nhưng mà chúng ta đối diện với nó bằng một tinh thần tích cực lạc quan và tràn đầy hy vọng. Đó là một người có tinh thần biểu hiện rung động cao. Khi mà chúng ta có được điều này, một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần khỏe mạnh, đó là chúng ta có sự tu dưỡng trong cuộc sống của mình. Tại sao phải tu dưỡng? Bởi vì chúng ta tương tác với rất nhiều người trong cuộc sống của chúng ta. Nếu như mà chúng ta không có ý thức tu dưỡng, thì chúng ta dễ bị lôi kéo bởi những nguồn năng lượng đung đồng thấp và tiêu cực từ bên ngoài. Chúng ta cần phải có ý thức tu dưỡng, thì chúng ta mới có thể ngày càng phát triển tần số rung động cao, từ cơ thể vật chất đến cơ thể tinh thần của mình và khi mà chúng ta có một cơ thể vật lý có một cơ thể tinh thần có năng lượng tần số rung động cao thì khi mà các bạn thực hành tâm linh một phương pháp tâm linh nào đó theo một tôn giáo nào đó hoặc là một phương pháp tâm linh của các bạn đang theo đuổi có thể đó là cầu nguyện thiền định hay là trì tụng thần chú. Các bạn sẽ thấy các bạn đình tâm trí của mình rất nhanh. Các bạn thấy các bạn tập trung vào năng lượng tích cực đung đồng cao rất nhanh. Và các bạn thấy năng lượng của mình phát triển liên tục. Đó là một người có sự tu dưỡng. Nó phải là cơ thể vật chất, tinh thần và tâm linh. Khi mà ba trụ cột này của chúng ta vững vàng, nó là biểu hiện của năng lượng tích cực và đung đồng cao các bạn sẽ thấy rằng có một cánh cổng mở ra cho chúng ta và cánh cổng này là cánh cổng vô hình. Đó là con đường tâm linh của chúng ta sẽ trở nên rất rõ ràng. Chúng ta không bị những mưu cầu về vật chất bên ngoài chi phối hoàn toàn cuộc sống của chúng ta bởi vì chúng ta biết rằng có những điều vượt xa hơn những điều vật chất đó. Đó là con đường tâm linh của chúng ta, con đường bên trong mà chúng ta cần phải tiếp cận bởi vì nó chứa đựng trí tuệ vũ trụ ở đó. Nó mở ra chúng ta rất nhiều những điều gì đó mà chúng ta cần trải nghiệm để chúng ta tăng trưởng và tiến hóa trong cuộc sống của mình. Khi mà các bạn tinh tấn nâng cao rung động qua cơ thể vật chất, tinh thần và tâm linh thì các bạn sẽ thấy một điều. Lời nói của các bạn nó có những sự linh ứng rất rõ ràng. Những bạn nào đang trải nghiệm những điều của Canh vừa nói, các bạn đã có ý thức nâng cao tần số rung động của mình trong cuộc sống thông qua cơ thể vật chất, tinh thần và tâm linh và các bạn quan sát được thấy những lời nói của các bạn trở nên linh ứng. Các bạn hãy chia sẻ một câu khẳng định bên dưới video này. Tên đầy đủ của các bạn và tôi biết ơn 777 tên đầy đủ và tôi biết hơn 777. Các bạn hãy quan sát bên dưới video này. Có những bạn đang trải nghiệm được điều này. Bởi vì khi mà chúng ta muốn thực chứng được phép màu của lời cầu nguyện, các bạn cần có một phương pháp để chúng ta ứng dụng vào cuộc sống thực tế của chúng ta khi mà chúng ta hành phương pháp này chúng ta mới có cơ hội biết rằng nó có phù hợp để chúng ta trải nghiệm điều mà chúng ta mong muốn hay không khi mà chúng ta có mặt ở hiện tại chúng ta sống trong chánh niệm mỗi lời nói chúng ta có thể chiêu cảm được rất nhiều những nguồn năng lượng thiêng liêng đến với chúng ta ngay lúc này và ngay bây giờ khi mà các bạn quan sát để ý trong lúc mà chúng ta thực hành nghi lễ chiêu cảm những vị đấng thiêng liêng mà chúng ta tin tưởng chúng ta khởi lên danh tính rất nhiều những vị đấng thiêng liêng mà chúng ta tin tưởng chúng ta đang mời rất nhiều những nguồn năng lượng thiêng liêng hiện diện ở đây và bây giờ nếu như mà các bạn mở rộng trái tim mình lựa chọn đức tin và tin tưởng các bạn có thể thực chứng được điều đó các bạn có thể cảm nhận được Năng lượng của Đấng Thiên Liên đang hiền diện ở rất gần các bạn, ở bên trong các bạn. Và những bạn nào đang trải nghiệm được điều này, các bạn hãy chia sẻ một câu khẳng định. Tên đầy đủ của các bạn và tôi biết ơn 111. Và điều mà Quốc Anh đang hướng các bạn đến, đó chính là từ nhận thức. Những điều mà Quốc Anh đang chia sẻ với các bạn là các bạn đang trong quá trình nhận ra nó một cách rõ ràng hơn. Và các bạn tự động ý thức mình cần phải làm gì để nâng cao tần số rung động của mình qua việc chăm sóc cơ thể vật chất, tinh thần và thực hành tâm linh. Điều này sẽ trôi chảy một cách rất tự nhiên. Và nếu như những bạn nào tinh tấn thường xuyên thực hành cầu nguyện và thiền định các bạn sẽ thực chứng được rõ ràng điều quốc anh vừa nói và để có thể phát triển lời cầu nguyện của chúng ta mang năng lượng chữa lành các bạn nhớ rõ ràng lời cầu nguyện mang năng lượng chữa lành các bạn có thể chữa lành cho người khác bằng lời cầu nguyện của mình cho dù đó là hữu hình hay là vô hình Thông qua lời nói của các bạn Các bạn có thể đánh thức một ai đó khỏi vô minh Một câu nói của các bạn có thể khai sáng ai đó Để người đó nhìn rõ hơn những điều mà người đó đang làm Và các bạn có thể chờ lực cho những năng lượng vô hình xung quanh chúng ta có thể chờ lực cho họ về với cõi sáng và giúp cho họ đánh thức khỏi những vô minh để họ sống trong trường năng lượng đung đồng cao tất cả chúng ta sẽ ngày càng cảm nhận điều đó rất rõ ràng bởi vì tất khi mà những luân xa của chúng ta cân bằng không chỉ là luân xa cổ họng mà một số năng lực tâm linh của chúng ta sẽ được đánh thức và đây là những trải nghiệm cá nhân của từng bạn khi mà các bạn trải nghiệm điều này các bạn cũng đừng phân tích quá nhiều mà các bạn chỉ cần quan sát nó ghi nhận lại những trải nghiệm của các bạn tự động các bạn sẽ nhận thức ngày càng phát triển cao hơn và các bạn sẽ tự trả lời cho những thắc mắc của mình Ngay bây giờ Tất cả chúng ta sẽ trải nghiệm Được điều của Canh nói Ngay lúc này Tất cả những lời nói từ nhà trị liệu của Canh Đều là năng lượng tích cực và rung động cao Khi chúng ta mở lòng để chúng ta đón nhận năng lượng này. Và chúng ta lựa chọn đức tin và tình yêu để tiếp nhận các bạn sẽ cảm nhận một năng lượng rất mạnh đi thẳng đến trái tim của các bạn đó là một nguồn năng lượng màu hồng sẽ đi thẳng vào khu vực luôn xa tim của chúng ta nơi ở giữa ngực của chúng ta nếu như một ai đó đang gặp những chướng ngại trong những mối quan hệ của mình đang có những gút mắt trong những mối quan hệ của mình đang cảm thấy khó chịu thì đó là bị chướng ngại bởi những năng lượng rung động thấp xâm nhập vào trường năng lượng của chúng ta. Ngay lúc này, nhà trị liệu quốc can gửi năng lượng ánh sáng hồng đến luân xa tim của tất cả chúng ta để trợ lực cho tất cả chúng ta, làm tan biến tất cả những vô minh. Sống trong nguồn năng lượng tình yêu vô điều kiện của vũ trụ. Tất cả chúng ta đều là biểu hiện của ánh sáng và tình yêu thuần túy của vũ trụ tất cả những năng lượng tiêu cực tan biến ngay lập tức. Hãy hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng, các bạn sẽ cảm nhận được ánh sáng hồng này lan tỏa khắp thân thể của mình. Lan tỏa khắp cơ quan luôn xa, những tế bào nguyên tử khiến cơ thể chúng ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng. Cơ thể càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng. hãy tiếp nhận năng lượng này hãy quan sát và cảm nhận cơ thể mình đó là cách để chúng ta chuyên năng lượng để chúng ta chữa lành các bạn hãy quan sát và năng lượng này có thể giúp cho một ai đó cải thiện một vấn đề nào đó về cơ thể vật chất và tinh thần tâm linh ngay lập tức các bạn vừa trải nghiệm vừa đóng nhờ một nguồn năng lượng đung đồng cao Thông qua một thực hành của Can vừa chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm của các bạn. Các bạn quan sát cơ thể của mình và các bạn cảm nhận như thế nào khi các bạn vừa tiếp nhận nguồn ánh sáng màu hồng được truyền đi từ nhà trị liệu của Can. Khi mà chúng ta tiếp xúc với rất nhiều nhiều người xung quanh mình, chúng ta đi đến những nơi có từ trường rung động thấp nó dễ bám vào cơ thể của chúng ta nếu mà chúng ta chú ý vào những ham muốn trong cuộc sống của mình thì chúng ta dễ dàng tiếp nhận nó ngay lúc này là chúng ta đang sống trong một từ trường rung động rất cao những năng lượng đó sẽ tan biến ngay lập tức nó không còn có thể chi phối kiểm soát tâm trí của chúng ta cho nên bây giờ các bạn trở nên bình tĩnh sáng suốt và khôn ngoan tất cả các bạn đều có thể có được năng lực này các bạn có thể giúp mình thoát khỏi một tình huống nào đó bừng tỉnh khỏi một điều gì đó và các bạn có thể giúp người khác khi mà các bạn khởi lên một ý niệm để trợ lực cho họ mặc dù họ không biết rằng các bạn đang giúp họ nhưng mà năng lượng các bạn đang truyền đến sẽ tác động đến tâm trí và nhận thức của họ khiến họ bừng tỉnh với một tình huống nào đó. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng, khi mà chúng ta có sự tu dưỡng như những điều mà Quốc Anh vừa hướng dẫn, các bạn phát triển năng lực tâm linh của mình thông qua lời cầu nguyện. Các bạn có thể ở một chỗ mà các bạn giúp được rất nhiều người bằng việc mỗi ngày tinh tấn thực hành lời cầu nguyện của mình, bằng cách gửi năng lượng để trợ lực và có nhiều bạn ở đây, Quốc Anh cảm nhận các bạn đang phát triển năng lực này rất rõ ràng. Bởi vì các bạn luôn có mặt trong đàn cầu nguyện vào lúc 8 giờ 30 để cùng nhau thực hành tinh tấn cầu nguyện thiền định. Khi mà các bạn đang đối diện những vấn đề trong cuộc sống của mình, các bạn cũng đừng lo lắng. Các bạn sẽ tự nhận thức, các bạn từ thay đổi mình. Các bạn sẽ nhìn với tất cả những điều đó ở một góc nhìn khác, tích cực hơn và các bạn sẽ có những lựa chọn vô cùng sáng suốt đừng phân tích đừng phân tích bất cứ điều gì mà hãy tập trung vào hiện tại để thực hành theo những phương pháp mà mang lại những sự lời lạc cho vận mệnh của chúng ta và trong quá trình mà chúng ta có thể phát triển lời cầu nguyện của mình phát triển luân xa cổ họng của mình và giúp tất cả những luân xa cân bằng đòi hỏi chúng ta phải thực hành nhất quán mỗi ngày. Chúng ta cần phải thực hành mỗi ngày tinh tấn và nhất quán. Những hành động tinh tấn và nhất quán mới tạo nên sức mạnh và phép màu. Khi mà các bạn tin tưởng vào một điều gì đó mãnh liệt, các bạn tập trung ở đâu thì năng lượng sẽ về ở đó. Các bạn càng tin và các bạn càng tập trung vào, thì năng lượng sẽ phát triển ở đó và nơi đó chính là nơi phép màu xảy ra các bạn cần phải tin vào chính bản thân mình và tin vào vũ trụ tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này tin vào tình yêu tin vào ánh sáng ngay lúc này các bạn quan sát cơ thể của mình các bạn hãy ứng dụng bằng cách khởi lên lời cầu nguyện nếu như mà một nơi nào đó trên cơ thể của các bạn đang cảm thấy mất cân bằng thì các bạn hãy gửi năng lượng về nơi đó cho dù đó là cơ thể vật chất hay tinh thần của chúng ta hoặc là các bạn gửi năng lượng đến một hai đó và sau khi buổi cầu nguyện này kết thúc, các bạn có thể đặt ra những câu hỏi cho người đó để các bạn thực chứng. Bởi vì ngay lúc này tất cả chúng ta đang được trợ lực. Bởi đàn cầu nguyện nhà trị liệu quốc anh, năng lượng của chúng ta gửi đi, mang năng lượng rung động cao rất lớn, sẽ hỗ trợ được rất nhiều người trong cuộc sống của chúng ta. Và khi mà các bạn cảm nhận rõ ràng, thông suốt những gì mà Quốc Anh vừa hướng dẫn các bạn và các bạn cảm thấy rõ ràng nó đang tác động vào nhận thức của chúng ta, khiến chúng ta nhận ra được một điều gì đó mà chúng ta cần phải thực hành, ứng dụng ngay trong cuộc sống của mình. Các bạn hãy cùng nhau chia sẻ một câu khẳng định tên đầy đủ của các bạn và tôi biết ơn đàn cầu nguyện, nhà trị liệu quốc cành Hãy chia sẻ tên đầy đủ và tôi biết ơn đàn cầu nguyện nhà trị liệu quốc anh hít vào thật sâu thở ra nhẹ nhàng hít vào thật sâu thở ra nhẹ nhàng ngay lúc này nhà trị liệu quốc anh sẽ hướng dẫn tất cả chúng ta thực hành nghi lễ biết ơn tôn kính các vị đấng thiên liêng mà chúng ta tin tưởng. Chúng ta khởi lên những lời cầu nguyện, thể hiện lòng tôn kính biết ơn, danh tính vị đấng thiên liêng mà chúng ta tin tưởng là chúng ta đang chiêu cảm năng lượng của những vị đấng thiên liêng có mặt ở đây và bây giờ, ngay bên cạnh chúng ta, bên trong chúng ta. Tất cả những vị đấng thiên liêng đều là biểu hiện của nguồn năng lượng, ánh sáng và tình yêu thuần túy. Khi mà chúng ta cảm nhận nguồn năng lượng Nguồn năng lượng này đang ở gần mình, đang ở trong mình Chúng ta sẽ thấy cơ thể chúng ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng Là chúng ta đang tạo ra một liên kết vô cùng mạnh mẽ Với những vị đấng thiên liêng mà chúng ta tin tưởng Ngay lúc này đây Các bạn hãy liên tục chia sẻ danh tính Những vị đấng thiên liêng mà các bạn tin tưởng bên dưới video này Và khi mà các bạn lắng nghe nhà trị điều quốc anh khởi lên danh tính của những vị đấng thiêng liêng thì các bạn hãy mở rộng trái tim mình lựa chọn đức tin và tình yêu để liên tục tiếp nhận rất nhiều những nguồn lực thiêng liêng trong vũ trụ truyền đến cơ thể chúng ta để hỗ trợ cho chúng ta và bây giờ hãy liên tục chia sẻ danh tính của những vị đấng thiêng liêng bên dưới video này tôi biết cơn vũ trụ Tôi biết ơn các đấng thiên liêng, tôi biết ơn những vị tổ tiên. Tôi biết ơn mẹ hiền quán thế âm Bồ Tát. Tôi biết ơn dược sư lưu ly quang vương Phật. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quán thế âm Bồ Tát. Tôi biết ơn địa tàng vương Bồ Tát. Tôi biết ơn cha trời mẹ đất. Tôi biết ơn các vị tổ tiên. Cũ huyền thất tổ. Tôi biết ơn Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria. Tôi biết ơn Mẹ Hiền Quán Thế Âm Bồ Tát. Tôi biết ơn Thiên Thần Hồ Mệnh. Tôi biết ơn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Tôi biết ơn Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi biết ơn A Di Đà Phật. Tôi biết ơn Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tôi biết ơn mẹ hiền quán thế âm Bồ Tát. Tôi nguyện cầu mẹ hiền quán thế âm Bồ Tát. Phù hộ đồ trì cho tất cả chúng ta. Xa rời vô minh. Sống trong nguồn năng lượng trung đồng cao của lòng từ bi và trí tuệ. Tai qua nạn khỏi. Bền tật tiêu trừ. Cơm no áo ấm. Bình an hạnh phúc. Tôi biết ơn thiên thần hộ mệnh. Tôi biết ơn đại hành phổ hiền Bồ Tát Nam mô hầu pháp chư tôn Bồ Tát Tôi biết ơn vũ trụ các đấng thiên liêng và những vị tổ tiên Tôi biết ơn cha trời mẹ đất Tôi biết ơn hành tinh trái đất mặt trời mặt trăng Tôi biết ơn đàn cầu nguyện nhà trị liệu quốc canh Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát Tôi biết ơn Đức Phật Tôi biết ơn mẹ hiền quán thế âm Bồ Tát Tôi nguyện cầu mẹ hiền quán thế âm Bồ Tát, phù hộ đồ trì cho tất cả chúng ta, xa rời vô minh, sống trong nguồn năng lượng trung đồng cao của lòng từ bi và trí tuệ, tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ, cơm no áo ấm, bình an hạnh phúc. Tôi biết ơn Chúa Giêsu, tôi biết ơn mẹ Maria, tôi biết ơn Đức Phật, tôi biết ơn Thiên Thần Hồ Mệnh, Nam Mô Đại Hiếu Một Kiền Liên Bồ Tát. Tôi biết ơn Đức Phật. Tôi biết ơn Tổ Tiên cũ Huyền Thất Tổ. Tôi biết ơn Mẹ Hiền Quảng Thế Âm Bồ Tát. Tôi biết ơn Mặt Trời. Tôi biết ơn Mặt Trăng. Tôi biết ơn Hành Tinh Trái Đất. Tôi biết ơn tất cả những nguồn năng lượng thiên liêng trong vũ trụ này. Ngay lúc này đây, tất cả chúng ta hãy mở rộng lòng biết ơn của mình. Đến tất cả muôn nơi, đến tất cả mọi sinh vật trên hành tinh trái đất trong vũ trụ này. Khi mà chúng ta sống thuận theo quy luật lòng biết ơn là chúng ta đang phát triển năng lượng rung động cao của mình và thanh tẩy tất cả những năng lượng nghiệp tiêu cực trong cơ thể của chúng ta. Hãy liên tục khởi lên lòng biết ơn của mình, cho dù đó là điều nhỏ nhặt nhất. Tôi biết ơn ngọn đèn tâm linh trí tuệ. Tôi biết ơn chuỗi đá mặt trăng. Tôi biết ơn chuông trăng rằm Himalaya. Tôi biết ơn quả cầu thạch anh trắng, quả cầu thạch anh hồng. Tôi biết ơn bảo tháp thạch anh trắng. Tôi biết ơn chuỗi ngọc bích. Tôi biết ơn các bạn. Tôi biết ơn tất cả những nguồn lực thiên liêng trong vũ trụ này đang trợ lực cho chúng ta trong đàn cầu nguyện ngày hôm nay. Liên tục khởi lên lòng biết ơn của mình. Hãy cảm nhận rõ ràng rất nhiều những nguồn năng lượng rung động cao đang liên tục truyền đến cơ thể của chúng ta ngay lúc này và ngay bây giờ. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta hãy liên tục khởi lên lời cầu nguyện dành cho chính bản thân mình và dành cho những người xung quanh mình khi mà chúng ta thực hành lời cầu nguyện là chúng ta đang thực hành lòng từ bi và trí tuệ chúng ta đang sống thuần theo một quy luật tối cao của vũ trụ đó là quy luật cho và nhận khi mà chúng ta cho đi bằng trái tim chân thành và tình yêu vô điều kiện Chúng ta sẽ đón nhận rất nhiều vô số phước lành từ vũ trụ vào đúng thời gian thần thánh. Do đó, hãy biến việc cầu nguyện thành thói quen hàng ngày của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho chính bản thân mình và những người xung quanh mình. Khi mà chúng ta thấy một ai đó gặp tai nạn, tai ương trong cuộc sống, hãy cầu nguyện cho họ tai qua nàng khỏi bền tật tiêu trừ khi mà chúng ta nhìn thấy ai đó đang mâu thuẫn xung đột với nhau một nhóm người đang mâu thuẫn xung đột với nhau hãy cầu nguyện cho tất cả họ xa rời vô minh sống trong nguồn năng lượng rung động cao của lòng từ bi và trí tuệ bình tĩnh sáng suốt khôn ngoan trong mỗi suy nghĩ lời nói và hành động để tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống của mình và cuộc sống của những người xung quanh. Khi chúng ta truyền năng lượng cho họ là chúng ta đang cầu nguyện. Hãy cầu nguyện để truyền năng lượng đến tất cả những người xung quanh chúng ta để hỗ trợ họ. Từ nhận thức xa rời vô minh, trợ lực cho họ khi họ đang đối diện với nghiệp lực của mình. Mỗi chúng ta đều có trí tuệ phổ quát bên trong mình. Chúng ta xa rời trí tuệ phổ quát này bởi vì chúng ta ham muốn quá nhiều và hướng ra bên ngoài. Khi mà chúng ta truyền năng lượng là chúng ta đang giúp họ phát triển trí tuệ phổ quát này từ nhận thức, tự đánh thức mình khỏi vô mình và lựa chọn những năng lượng tích cực để tạo ra những điều tốt đẹp trong cuộc sống của họ và những người xung quanh. Hãy hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Ngay lúc này, tôi nguyện cầu nguồn năng lượng vĩ đại vô hạn vô biên từ vũ trụ truyền đến cho tất cả chúng ta, truyền đến cho tất cả những vật phẩm tâm linh, hỗ trợ chúng ta trong cuộc sống và trên con đường tâm linh của mình. Hãy hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hãy quan sát cơ thể của chúng ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng, bởi vì vũ trụ đang ứng chứng cho những lời cầu nguyện của chúng ta, biểu hiện qua cơ thể vật lý của chúng ta. Hãy hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hãy chia sẻ một câu khẳng định bên dưới video này tên đầy đủ của chúng ta và tôi biết hơn vũ trụ. Các bạn có thể ấn vào nút like bên dưới video này để cùng nhau cộng hưởng năng lượng trung đồng cao và chia sẻ video này để lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến tất cả những người xung quanh của chúng ta. Hít vào thật sâu thở ra nhẹ nhàng hít vào thật sâu thở ra nhẹ nhàng Đây là thời gian thiên liêng, chúng ta cùng nhau cầu nguyện với nước. Kết nối tâm linh mạnh mẽ với nước và tận dụng sức mạnh tâm linh này để giúp chúng ta chữa lành từ cơ thể vật chất, tinh thần đến tâm linh và tạo ra sự dồi dào giàu có trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Bây giờ các bạn hãy cầm ly nước trên tay. Hãy để hai lòng bàn tay chạm vào ly nước. Các bạn hãy lắng nghe những lời cầu nguyện từ nhà trị điều quốc canh và các bạn có thể lặp lại theo. Hãy cùng nhau khởi lên những tiếng chuông trăng rằm Himalaya Đi cùng nhau trợ lực cho đèn cầu nguyện. Tôi biết ơn nước. Tôi tin tưởng sức mạnh của nước. Dòng chảy năng lượng vĩ đại vô hạn vô biên của nước đi vào cơ thể của tôi, nuôi dưỡng và chữa lành cho cơ thể của tôi. Giải phóng đi tất cả những năng lượng tiêu cực xung đồng thấp những mê lầm ảo tưởng chấp trước tan biến ngay lập tức đồng thời nâng cao rung động của chúng ta chúng ta đang là biểu hiện của rung động cao chúng ta đang là hiền thân của tình yêu vô điều kiện tôi biết ơn nước tôi biết ơn nước tôi biết ơn nước ngay lúc này chúng ta hãy trân trọng và biết ơn nước bằng cách thể hiện lòng biết ơn. Bằng những hành động thực hiện trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Đó là bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ nguồn nước. Thì trong tất cả những khoảnh khắc chúng ta tiếp xúc với nước, khi uống nước, tắm dưới vòi sen, tắm trong bồn tắm, tắm ở hồ bơi hay ở biển, chúng ta đều đón nhận sự trợ lực vô cùng mạnh mẽ từ nước. Nước bảo vệ và che chở cho chúng ta trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Tôi biết ơn nước. Tôi biết ơn nước. Tôi biết ơn nước. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta hãy uống nước trong chánh niệm, từng ngầm nhỏ, từng ngầm nhỏ. Uống nước trong chánh niệm và hình dung Nước đang đi vào cơ thể, nuôi dưỡng và chữa lành cho cơ thể. Khi chúng ta uống nước trong chánh niệm, chúng ta sẽ cảm nhận được mùi vị của nước rất rõ ràng. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Ngay lúc này, tất cả chúng ta hãy chia sẻ một câu khẳng định tên đầy đủ của chúng ta và tôi biết ơn nước để cùng nhau cộng hưởng năng lượng rung động cao. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Ngay bây giờ, nhà trị liệu Quốc Anh hướng dẫn các, các bạn thực hành một bài thiền. Các bạn hãy giữ lưng thẳng khi ngồi, thả lỏng toàn thân của mình. Hít vào thật sâu, thở ra nhẹ nhàng. Hãy lắng nghe theo lời hướng dẫn từ nhà trị liệu quốc canh. Chúng ta hãy cùng nhau nhắm mắt lại. Hãy nhắm mắt lại. Thả lỏng hai mắt. Hai mắt chúng ta đang được thả lỏng đang được thư giãn rất nhẹ nhàng rất thư giãn hãy thả lỏng toàn bộ cơ mặt cơ mặt chúng ta đang được thả lỏng đang được thư giãn rất nhẹ nhàng rất thư giãn hãy thả lỏng toàn bộ vùng đầu của chúng ta toàn bộ vùng đầu đang được thả lỏng đang được thư giãn rất nhẹ nhàng rất thư giãn hãy thả lỏng cổ cổ đang được thả lỏng đang được thư giãn rất nhẹ nhàng rất thư giãn hãy thả lỏng vai vai đang được thả lỏng đang được thư giãn rất nhẹ nhàng rất thư giãn thả lỏng cánh tay, thả lỏng bàn tay, thả lỏng các ngón tay. Tất cả đang được thả lỏng, đang được thư giãn rất nhẹ nhàng, rất thư giãn. Hãy thả lỏng toàn bộ vùng lưng. Toàn bộ vùng lưng chúng ta đang được thả lỏng, đang được thư giãn rất nhẹ nhàng rất thư giãn hãy thả lỏng mông thả lỏng đùi thả lỏng gối thả lỏng bàn chân thả lỏng các ngón chân tất cả cơ thể chúng ta đang được thả lỏng đang được thư giãn rất nhẹ nhàng rất thư giãn Hít vào năng lượng tích cực đung đồng cao, phước lành giàu có thịnh vượng may mắn. Thở ra năng lượng tiêu cực đung đồng thấp, mê lầm ảo tưởng chấp trước tan biến ngay lập tức. Hít vào thật sâu. Thở ra nhẹ nhàng. Hít vào thật sâu. Thở ra nhẹ nhàng. Các bạn hãy lắng nghe tiếp tục theo lời hướng dẫn từ nhà trị liệu Quốc Canh. Ngay lúc này, có một dòng chảy năng lượng vĩ đại vô hạn vô biên từ vũ trụ đi qua đỉnh đầu, đi vào cơ thể chúng ta. Đi qua bảy trung tâm năng lượng chính nằm dọc theo cột sống. Đi qua tất cả các luân xa, các cơ quan, những tế bào và những nguyên tử thanh tẩy giải phóng tất cả những năng lượng tiêu cực rung đồng thấp, những mê làm mảo tưởng chấp trước tan biến ngay lập tức, đồng thời nâng cao rung động của chúng ta. Chúng ta đang là biểu hiện của rung đồng cao, chúng ta đang là hiện thân của tình yêu vô điều kiện. Ngay lúc này hãy dùng ý định của mình, hướng dòng chảy năng lượng này đi đến nơi mà chúng ta cảm thấy mất cân bằng và hãy hình dung nguồn năng lượng vĩ đại vô biên vô hạn của vũ trụ thanh tẩy tất cả những năng lượng tiêu cực đun động thấp ngay lập tức. Các bạn hãy hình dung rất nhiều những năng lượng tiêu cực đun động thấp liên tục rời khỏi cơ thể của chúng ta, liên tục rời khỏi cơ thể chúng ta. Cơ thể chúng ta càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng, thư giãn và bình an. Hít vào thật sâu Thở ra nhẹ nhàng Các bạn hãy vũ hai tay thật mạnh ba lần Mỗi lần vũ tay hãy khởi lên Tôi là tình yêu Hãy để âm thanh thoát ra khỏi cổ họng của chúng ta Vang ra xa Chúng ta đang thanh tẩy tất cả những năng lượng tiêu cực rung động thấp Rời đi ngay lập tức Tôi là tình yêu tôi là tình yêu tôi là tình yêu hiếp vào thật sâu thở ra nhẹ nhàng hiếp vào thật sâu thở ra nhẹ nhàng ngay bây giờ các bạn hãy chia sẻ những trải nghiệm của các bạn bên dưới video này Chúng ta hãy quan sát những chia sẻ bên dưới video để cùng nhau cộng hưởng năng lượng rung động cao. Khi các bạn cảm thấy cơ thể của mình càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng là chúng ta đang đi đúng hướng. Chúng ta đang tiếp nhận rất nhiều những nguồn năng lượng rung động cao của vũ trụ để chúng ta tự chữa lành cho bản thân mình, để tạo ra vận mệnh tốt đẹp cho chính mình. Hãy chia sẻ trải nghiệm của chúng ta bên dưới video này tôi cảm thấy cơ thể tôi nhẹ nhàng hơn tôi cảm thấy nhẹ nhàng và bình an mạnh khỏe cơ thể tôi rất khỏe nhẹ nhàng bình yên cơ thể tôi thật nhẹ nhàng thoải mái và bình an tôi biết ơn nhà trị liệu quốc anh tôi biết ơn vũ trụ tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng bay bổng rất dễ chịu tôi đã được chữa lành sau vài hôm bị tiếp xúc với những nguồn năng lượng thấp tôi cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng cơ thể tôi nhẹ nhàng vui vẻ và bình an cơ thể tôi càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng rất nhiều những năng lượng tích cực mà chúng ta đang trải nghiệm đó là một điềm lành dành cho tất cả chúng ta. Ngay lúc này, Quốc Anh nguyện cầu tất cả chúng ta luôn được bảo vệ che chở bởi nguồn năng lượng vĩ đại vô hạn vô biên của vũ trụ. Chúng ta có ý thức lựa chọn năng lượng tích cực rung động cao gửi đến vũ trụ để đón nhận vô số phước lành khiến tất cả những điều chúng ta ước nguyện trở thành sự thật. Các bạn có thể kết nối trực tiếp với nhà trị liệu Quốc Anh qua số điện thoại Zalo quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại